Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 của tỉnh. Trong năm nay sẽ hỗ trợ 3 nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, người dân tộc thiểu số thực hiện lưu truyền phổ biến hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống và đào tạo bồi dưỡng những người kế cận, bảo tồn phát huy 13 lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số tại các địa phương, xây dựng 37 câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa các dân tộc Bố Y, Thu Lao, Nông Dím, Sáy, bảo tồn 4 làng bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số tại thị xã Sapa, các huyện Bảo Yên, Bắc Hà, Bát Sát, nghiên cứu khảo sát lựa chọn xây dựng sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở huyện Bát Sát, Bảo Yên, Simacai.